Thành lập từ năm 2012, xuất phát điểm của S-Channel là một kênh tin công nghệ. Sau đó S-Channel chuyển hướng thành kênh giải trí tổng hợp, khai thác các nội dung xoay quanh lối sống, ẩm thực, thời trang sự kiện hot trong đời sống giới trẻ. Bên cạnh đó, S-Channel còn có loạt kênh YouTube với nội dung đa lĩnh vực như ví dụ ẩm thực có kênh Hôm Nay Ăn Gì, công nghệ có anh em TV, phỏng vấn đường phố có kênh Từ A Đến Á. S-Channel sở hữu các nhà sáng tạo nội dung trẻ được khán giả nhớ mặt như Hải Triều, Duy Thẩm, Tân Một Cú, Hà Mã Tấu, Đặng Thu Hà, Trịnh Hà Vi, Châu Giang Nè, Minh Thư, Nam Khánh, Nhi Tăng, Can Hy. Hiện tại, S-Channel đang có hơn 936.000 người theo dõi trên nền tảng Facebook, hơn 108.000 người theo dõi trên Instagram, 3,96 triệu người đăng ký kênh YouTube và 2,9 triệu người theo dõi trên TikTok. Tuy nhiên, 2 tuần trở lại đây, S-Channel đang lao đao vì bị cư dân mạng tẩy chay trên quy mô lớn. Tất cả bắt nguồn từ game show Quốc dân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. S-Channel được chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai công bố là đối tác ngay từ đầu khi chương trình diễn ra. Và có thể S-Channel đã giao cho team S miền Nam chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, theo dõi quá trình mà đơn vị này làm việc, nhiều fan đặt câu hỏi liệu với tư cách là đối tác truyền thông, S-Channel nói chung và S-Channel miền Nam nói riêng đã thực hiện đúng công việc của một đối tác. Một các content làm về chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rất hời hợt. Trên nền tảng TikTok, các video liên quan đến chương trình có thể đếm trên đầu ngón tay. Viral nhất chắc là video mất tiếng của bé dâu Duy Khánh. Trên nền tảng YouTube có 4 video reaction các tiết mục của chương trình. 4 video là reaction các tiết mục của tập 1 và tập 2. Và phần 4 của chuyên mục reaction cũng là video cuối cùng của S-Channel liên quan đến chương trình đối tác xuất hiện trên kênh này. Với tư cách là đối tác truyền thông, số lượng này có phải quá ít. Hay là đối tác của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, làm về đối tác của mình thì rất hời hợt. Đã vậy lại còn làm content về chương trình đối thủ với tâm thế rất phấn khởi và hứng thú, khác hẳn với thái độ khi làm về chương trình đối tác. Gần đây, hai video có tiêu đề Tam Sao Thất Bản, Đoán Nhạc Anh Trai Say 2 và Trò Chơi Âm Nhạc Anh Trai Say 2 đã được đăng tải trên kênh chính thức của S-Channel. Có lẽ ai cũng biết hai chương trình này là đối thủ của nhau, cuộc chiến truyền thông vẫn đang diễn ra vô cùng gay gắt. Vậy mà một đơn vị được gọi là đối tác truyền thông lại đăng content về chương trình đối thủ. Là vì các bạn đang cảm thấy bên chương trình kia mang lại nhiều tiếng tăm hơn, hay chỉ vì đơn giản là các bạn không thích chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mà thích chương trình Anh Trai Say 2? Câu trả lời nằm ở mục tiếp theo. 3. VJ của team S miền Nam được cho là team chịu trách nhiệm về truyền thông cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là fan của chương trình Anh Trai Say 2. Cụ thể, VJ Nhi Tăng là fan của Nevip, một cái tên rất nổi bật trong thời gian gần đây gắn liền với Group Khăn Giấy Ướt làm xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, VJ Nam Khánh có thể là anti của anh Tài Thanh Duy, đã từng nói xấu anh Tài này trong một group kín. Đến ngay cả VJ Thắng của team S miền Bắc cũng đã lên tiếng thừa nhận khi giao công việc cho những người không thích chương trình, mà các thành viên của S miền Bắc lại là những fan cuồng nhiệt của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Có thể kể đến vợ chồng anh Duy Thẩm, Mai Hoa, anh Thắng. Họ đã tự bỏ tiền mua vé xem như những fan thực thụ chứ không phải đi xem theo diện đối tác truyền thông. Trong khi tem miền Nam là đối tác chính thì không có ai xuất hiện. Chắc là bận đi concert của show đối thủ. Làm việc trong một công ty truyền thông rất lớn nhưng lại để tình cảm xem vào công việc. Nếu đã không thích xin để người khác làm. Đừng cố đấm ăn xôi để rồi để đối tác của mình không nhận được sự hỗ trợ xứng đáng, còn hạ thấp uy tín của chính mình. Hy vọng rằng khi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến với Hà Nội sẽ nhận được sự support nhiều hơn đến từ S-Channel dù đã khá muộn. Một số khán giả để lại bình luận như sau. Mình rất thích S-Channel và rất mong đợi cho làn hợp tác này. Tuy nhiên mình thật sự thất vọng với những gì đã xảy ra. S-Channel vụ này làm mất điểm quá. Bao công lao xây dựng thương hiệu S-Channel mà bị team miền Nam phá hỏng tất cả. Đề nghị tẩy chay S-Channel đi. Bắt nạt Thanh Duy rõ ràng giành ra kìa. Ngay sau đó, để dập tắt khủng hoảng, các nhân sự của S-Channel đã lần lượt đăng bài xin lỗi cư dân mạng. Nam Khánh xin phép chân thành xin lỗi mọi người. Những sự việc vừa qua đã giúp Nam Khánh hiểu rằng bản thân mình có nhiều thiếu sót trong hoạt động truyền thông và mạng xã hội. Nam Khánh xin phép được chân thành gửi lời xin lỗi đến những cá nhân và tổ chức sau. Đầu tiên, Nam Khánh xin phép được công khai xin lỗi anh ca sĩ Thanh Duy và ekip của anh Thanh Duy khi đã có những lời nói và hành động trên mạng xã hội thiếu cẩn trọng và thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, vào năm 2022, em Nam Khánh đã chia sẻ về lịch trình và kịch bản công việc cùng anh Thanh Duy khi chưa có sự cho phép. Ngoài ra, Nam Khánh còn có những chia sẻ chưa phù hợp về quá trình làm việc cùng anh Thanh Duy. Ngoài lời xin lỗi công khai này, Nam Khánh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến anh Thanh Duy thông qua tin nhắn cá nhân với anh Thanh Duy và với bạn Lộc Huỳnh thuộc team của anh Thanh Duy. Nam Khánh rất biết lỗi khi bản thân từng có những nhận định không chuẩn mực và ảnh hưởng tới anh Thanh Duy. Nam Khánh vô cùng hối lỗi vì để những sai phạm trong quá khứ ảnh hưởng đến anh Thanh Duy và ekip anh Thanh Duy. Thứ hai, Nam Khánh gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến các fans và ekip của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với tư cách là một thành viên của đội ngũ S-Channel, đối tác truyền thông của chương trình, sự thiếu kiểm soát trong hoạt động truyền thông của mình đã làm các bạn phải buồn lòng khi nó đi ngược lại với những giá trị S-Channel hứa sẽ mang lại đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thứ ba, Nam Khánh xin phép gửi lời xin lỗi với các bên đối tác. Mặc dù Nam Khánh vô cùng biết ơn vì được mọi người tin tưởng trong khoảng thời gian qua, Nam Khánh đã làm các đối tác thất vọng vì sự thiếu cẩn trọng trong câu từ khi hoạt động mạng xã hội. Cuối cùng, Nam Khánh muốn công khai xin lỗi đến tập thể các giám đốc và nhân viên của công ty dịch vụ quảng cáo và truyền thông S-Channel
vì hành động của một cá nhân đã làm ảnh hưởng đến tập thể. Nam Khánh một lần nữa xin lỗi đến các cá nhân và tập thể trên. Nam Khánh xin phép kiểm điểm bản thân và hứa với tất cả mọi người sẽ cố gắng khắc phục những sai phạm trên và đảm bảo những sai phạm này sẽ không bao giờ tái diễn. Trên trang Facebook cá nhân, Nhi Tăng cho hay sau khi nhận lời góp ý từ nhiều người đã sâu sắc nhìn nhận lại bản thân, tự kiểm điểm những hành vi sai lầm, những phát ngôn chưa phù hợp về chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cô chia sẻ, thứ nhất, với vị trí của đối tác truyền thông của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, em đã không làm tròn trách nhiệm của bản thân, cũng như có những hành vi phát ngôn thiếu kiểm soát, dẫn đến sự việc không vui như hôm nay. Em luôn trân trọng những cơ hội làm việc và mọi trọng trách được giao, nhưng ở lần này, bản thân đã tắc trách và để cảm xúc chi phối, làm ảnh hưởng đến công sức của cả chương trình cũng như các bạn khán giả. Thứ hai, với vị trí là một content creator, có một lượng người theo dõi nhất định, em đã không kiểm soát bản thân để dẫn đến những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực và làm mọi người buồn lòng. Top Talker Can Hy cũng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng vì có những bình luận được cho là kém duyên về cả anh Tài và chương trình mà đơn vị mình công tác đang làm truyền thông. Anh chàng cũng cúi đầu xin lỗi và hứa hẹn sẽ không tái phạm. Đồng thời, Can Hy cũng chia sẻ và chỉ ra lỗi sai của bản thân. Cụ thể, vào tối ngày 23 tháng 10 năm 2024, em đã có những chia sẻ không chín chắn trên mạng xã hội về công việc được giao cho, mang trách nhiệm đối tác truyền thông của chương trình, nhưng không làm tròn trách nhiệm cũng như để cảm xúc cá nhân xen vào công việc chung. Sự việc vừa qua, em xin tự nhận thấy những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình làm việc, dẫn đến những hậu quả làm ảnh hưởng đến hình ảnh giữa S-Channel và chương trình. Em đã tự kiểm điểm về hành vi chưa đúng của bản thân, những phát ngôn không đúng trên mạng xã hội và tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp. Ngoài ra, trên fanpage có hơn 900.000 người theo dõi của S-Channel đăng tải nội dung xin lỗi, thừa nhận phía đơn vị này đã chưa hoàn thành tốt vai trò của một đối tác truyền thông với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đồng thời, phía công ty cũng điểm qua mối quan hệ tốt đẹp với đơn vị, tổ chức sâu cũng như khẳng định toàn bộ quá trình hợp tác là phi lợi nhuận 100%. Chốt lại vấn đề, S-Channel nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình. Bằng sự chân thành và tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của khán giả, S-Channel sẽ nghiêm túc nhìn nhận sự thiếu sót, chắc chắn xử lý những sai phạm của các cá nhân bằng hình thức kiểm điểm, yêu cầu xin lỗi công khai. Đơn vị này chia sẻ, phản hồi lại lời xin lỗi của S-Channel, phía Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã có thái độ dĩ hòa vi quý và muốn drama dừng lại. Trước đó, trên mạng xã hội rầm rộ ý kiến tấn công S-Channel cho rằng đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm đối tác truyền thông. Đó cũng chính là lý do khiến đơn vị này phải công khai xin lỗi. Song, những lời xin lỗi nêu trên vẫn chưa thể làm dư luận lập tức nguôi giận, đặc biệt là fans của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Theo đó, nhiều người cho rằng không phải làm sai, rồi xin lỗi là xong và yêu cầu các thành viên nêu trên phải có lời xin lỗi chính thức đến các anh Tài và có hành động sửa những sai lầm trước đó. Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.